Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng chỉ số quyền lực châu Á. Ngày 14 tháng 10, BBC tiếng Việt đặt vấn đề: Việt Nam có quyền lực như thế nào tại châu Á Thái Bình Dương? BBC dẫn báo cáo thường niên chỉ số quyền lực châu Á năm 2024 do Viện Lowy, Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại hàng đầu của Úc, vừa công bố vào tháng 9 năm 2024, cho thấy Việt Nam đứng thứ 12 trong tổng số 27 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Và đây là hình bài trên BBC. Theo đó, sức mạnh tổng thể của Việt Nam đã tăng 1,2 điểm so với năm 2023, tạo ra ảnh hưởng trong khu vực nhiều hơn so với dự kiến. BBC nhận xét, trong số 27 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm cả Mỹ, Nga, Úc, New Zealand, thì Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia hạng trung. Thước đo chỉ số quyền lực này dựa trên 8 tiêu chí, năng lực kinh tế, năng lực quân sự, khả năng phục hồi, nguồn lực tương lai, quan hệ kinh tế, mạng lưới quốc phòng, ảnh hưởng ngoại giao và ảnh hưởng văn hóa. BBC cho biết sự cải thiện lớn nhất của Việt Nam vào năm 2024 là ảnh hưởng ngoại giao và ảnh hưởng văn hóa, song thước đo về mạng lưới quốc phòng sụt giảm. BBC dẫn lời bà Baden, giám đốc chương trình Đông Nam Á của Viện Lowy, trưởng dự án chỉ số quyền lực châu Á cho rằng, vì là một trong những nước hoạt động ngoại giao tích cực nhất ở khu vực trong năm qua, khía cạnh mà Việt Nam đạt đến kết quả tốt nhất là ảnh hưởng ngoại giao. Và đây là hình các nước đứng đầu trên bảng xếp hạng. Bên cạnh ngoại giao, bà Patton cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam đã cải thiện điểm số về quan hệ kinh tế, đang trở thành một quốc gia có nền kinh tế kết nối, có thể liên kết giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhưng bà cũng lưu ý rằng Việt Nam bị thụt lùi về mạng lưới quốc phòng vì tình trạng không liên minh của Việt Nam cùng với việc khá thận trọng trong hợp tác quân sự, nghĩa là Việt Nam vẫn nằm ngoài mạng lưới đồng minh với Mỹ. Bởi cách tiếp cận của Việt Nam là im lặng trước các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, bà cho rằng Hà Nội cũng nỗ lực để xây dựng khả năng răng đe quân sự và có tham vọng chiến lược thể hiện qua chiến dịch âm thầm bồi đáp đảo. Bà cho biết, xét về tổng quát, Mỹ và Trung Quốc là hai siêu cường đang cạnh tranh khá sát sao và cũng là hai nước có ảnh hưởng nhiều nhất đến Việt Nam và Việt Nam khá cân bằng trong quan hệ với hai đối tác này. Nga cũng là một nước có ảnh hưởng nhiều tới Việt Nam trước đây, song nước này đang bị phân tán bởi cuộc chiến ở Ukraine. Xét đến các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, bà nhận định. Việt Nam còn cách khá xa Singapore và Indonesia, song khá gần với Thái Lan và Malaysia. Và đây là hình mối quan hệ ảnh hưởng và chịu ảnh hưởng của Việt Nam. Bà cho rằng, trong tương lai không xa, Việt Nam có thể vượt qua Malaysia và cả Thái Lan, phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế, và việc thiết lập quan hệ ngoại giao với các quốc gia khác. Theo BBC, trong bảng xếp hạng chỉ số quyền lực châu Á năm nay, Mỹ vẫn là quốc gia hùng mạnh nhất, theo sau là Trung Quốc. Washington dẫn trước Bắc Kinh về 6 trong 8 chỉ số, trong đó năng lực quốc phòng, ảnh hưởng văn hóa và khả năng kinh tế. Ngược lại, Trung Quốc có mối quan hệ ngoại giao và thương mại mạnh hơn trên khắp châu Á. Tuy vậy, vẫn theo BBC, Trung Quốc đã thu hẹp khoảng cách về năng lực quân sự so với Mỹ, khi họ đổ tiền vào việc mở rộng lực lượng vũ trang. Báo cáo cho thấy, lần đầu tiên Trung Quốc ở vị thế cao hơn Mỹ xếp về khả năng nhanh chóng triển khai quân đội ở châu Á trong trường hợp xảy ra xung đột. Nhưng sức mạnh tổng thể của Bắc Kinh trong khu vực đang bắt đầu chứng lại trong bối cảnh dân số giảm. Trong khi đó, Ấn Độ đã vượt qua Nhật Bản một cách sát sao để trở thành quốc gia mạnh thứ ba trong bảng xếp hạng. Tuy nhiên, BBC cũng cho biết Viện Lowy đánh giá cao xu hướng chuyển đổi của Nhật Bản từ một cường quốc kinh tế và văn hóa thành một cường quốc năng nổ tham gia vào các hoạt động về quốc phòng và an ninh với các nước khác. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng chỉ số quyền lực châu Á. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới kim vũ xin kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin vận động quốc hội đức làm sống lại hồ sơ bắt cóc trịnh xuân thành thông tin trên được trang mạng mạch sóng media loan tải vào ngày 13 tháng 10 đề cập đến hành vi đàn áp xuyên quốc gia của nhà nước việt nam tại đức Ngày 10 tháng 10 vừa qua, trong phần phát biểu bế mạc hội nghị cấp bộ trưởng về tự do tôn giáo quốc tế tại Berlin, nghị sĩ quốc hội Đức Franz cho biết, có thể sẽ triệu tập buổi điều trần về hành vi đàn áp xuyên quốc gia của một số chính phủ, trong đó có Việt Nam. Và đây là hình nghị sĩ Franz và nhà báo Lê Trung Khoa trao đổi thông tin cá nhân ngày 9 tháng 10. Tại bữa cơm chiều hôm trước đó, tôi giới thiệu nhà báo Lê Trung Khoa với ông Franz, nhấn mạnh rằng nhà báo này đang bị đe dọa bởi nhà cầm quyền Việt Nam và được cảnh sát Đức bảo vệ. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổng giám đốc, kiêm chủ tịch tổ chức BBSOS chia sẻ. Ông Frank cho biết, đàn áp xuyên quốc gia là lĩnh vực chuyên trách của ông ở Quốc hội Đức. Trong phần trao đổi tiếp theo với nhà báo Lê Trung Khoa và tiến sĩ Thắng, ông Frank kể rành mạch vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thành. Nói diễn ra cách đây chỉ mấy góc đường, tôi theo dõi sát vụ này. Bữa cơm chiều ngày 9 tháng 10, do tổ chức VBSOS đồng tổ chức nhằm tạo cơ hội cho số người trẻ tham gia hội nghị này tiếp xúc các quan chức chính phủ và thành phần lãnh đạo quan trọng thuộc xã hội dân sự đến từ nhiều quốc gia. Nghị sĩ Frank là đặc ủy về tự do tôn giáo hay niềm tin của chính phủ Đức và là đại diện quốc gia này trong Liên minh quốc tế cho tự do tôn giáo hay niềm tin gồm 38 quốc gia thành viên, chưa kể 5 quốc gia thân hữu và 3 quốc gia quan sát viên. Ông là người đại diện chính phủ Đức đứng ra tổ chức hội nghị các bộ trưởng vừa rồi tại Berlin. Và đây là hình chiếc xe bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành. Cũng có mặt tại bữa cơm chiều là đại sứ Robert Rihak của Cộng hòa Séc và là đương kim chủ tịch của Liên minh quốc tế kể trên. Tiến sĩ Thắng đang làm việc với giám đốc văn phòng của ông Frank về triển vọng thực hiện buổi điều trần về đàn áp xuyên quốc gia tại Quốc hội Đức. Tôi đề nghị họ mời nhà báo Lê Trung Khoa làm nhân chứng điều trần vừa trong tư cách nạn nhân, vừa là nhà báo theo dõi và đăng tin về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành, Tiến sĩ Thắng cho biết. Cần nhắc lại, theo truyền thông Đức, ông Trịnh Xuân Thành và người tình là cô Đỗ Thị Minh Phương đã bị nhóm mật vụ Việt Nam bắt cóc tại công viên Tiergarten Berlin vào ngày 23 tháng 7 năm 2017. Báo chí Đức cho biết, chính phủ Việt Nam đã dùng con đường chính thức xin dẫn độ ông Trịnh Xuân Thành với chính phủ Đức và từ tháng 9 năm 2016 một lệnh bắt giam đã được gửi tới Europol. Nhưng ông Thanh không bị truy nã ở Đức, cũng như chính phủ Đức không đồng ý dẫn độ, với lý do các cáo buộc vi phạm luật lệ Việt Nam là không cụ thể. Và đây là hình Nguyễn Hải Long tại Tòa án Đức. Vẫn theo truyền thông Đức, vào tháng 7 năm 2017, một nhóm đặc nhiệm của mật vụ Việt Nam đã được đưa từ Việt Nam sang Berlin để dùng bạo lực bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Hiện những người này bị truy nã khắp châu Âu, vào tháng 3 năm 2018, ông Nguyễn Hải Long, 47 tuổi, định cư tại Cộng hòa Séc, đã bị khởi tố với cáo buộc tham gia vụ bắt cóc này và hoạt động gián điệp. Sau đó, ông Long đã khai nhận toàn bộ quá trình bắt cóc và bị xử 3 năm 10 tháng tù giam. Người thứ hai tham gia vụ bắt cóc bị xét xử là ông Lê Anh Tú, cũng cư trú tại Cộng hòa Séc. Ngày 30 tháng 1 năm 2023, tòa án Berlin đã xử phạt ông Tú 5 năm tù. Người trực tiếp chỉ huy vụ bắt cóc theo truyền thông Đức là Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an Việt Nam. Ngoài ra, Viện Công tố Slovakia cũng tiến hành truy tố hình sự về vụ án dùng chuyên cơ của chính phủ Slovakia để đưa ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực trên kênh. Vụ này liên quan đến việc phái đoàn Công an Việt Nam do Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu, thăm và làm việc với Bộ Nội vụ Slovakia, sau đó đã mượn chuyên cơ của chính phủ nước này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vận động Quốc hội Đức làm sống lại hồ sơ bắt cóc Trịnh Xuân Thành. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo Chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.